Các bạn thân mến, đây là audio văn học của chị Hiên. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần audio văn học này. Chúng ta vẫn còn nhớ nhà thơ Bằng Việt từng viết trong một bài thơ vô cùng nổi tiếng của mình có một đoạn thơ như thế này: giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngà, nhưng chẳng bao giờ quên nhắc nhở sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa. Đó là một đoạn thơ gợi nhắc về hình ảnh của những người xa quê hương, xa những người thân yêu của mình, đến học tập làm việc ở một vùng đất mới, ở một đất nước mới, và dành một cái tình cảm vô cùng sâu nặng về quê hương, về đất nước của mình, và đặc biệt đó là tình cảm dành cho những người thân yêu. Có thể thấy rằng là tình cảm dành cho quê hương đất nước không biết từ bao giờ đã trở thành cội nguồn sáng tác cho rất nhiều những thi phẩm, để những nhà thơ từ đó viết lên những vần thơ thật hay để lại cho đời. Một trong số đó không thể không nhắc tới Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe phần audio về một đoạn thơ ở trong trích đoạn 5, trích trong chương 5 Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng. Đó chính là chương mang tựa đề Đất Nước. Chúng ta có đoạn thơ như thế này: những người vợ nhớ chồng góp cho đất nước những núi vọng phu, cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn trống mái, cót ngựa thánh gióng đi qua còn trăm ao hầm để lại, ao đầm để lại, 99 con voi góp mình dựng xây đất tổ Hùng Vương, người những con rồng nằm im góp cho dòng sông xanh thẳm, người học trò nghèo góp cho đất nước mình núi bút non nghiên, con cóc con gà quê hương cũng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh, những người dân nào đã góp tên ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điềm, và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi đất nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Chúng ta thấy rằng là đây là một đoạn thơ rất hay. Ở 8 câu thơ đầu này, có thể thấy nhà thơ đã vô cùng tinh tế khi sử dụng biện pháp tu từ, thủ pháp điệp cấu trúc để làm cho lời thơ trở nên nhịp nhàng, cân đối. Chúng ta có một vế, cứ một danh từ cộng với từ góp cho đất nước, và chúng ta sẽ có một vế bê tiếp theo, được lặp lại như vậy trong suốt phần mở đầu đoạn thơ này, để chúng ta có một cảm giác về sự tiếp nối, về sự liền mạch của quá trình nhân dân dựng xây, giữ gìn đất nước. Thêm vào đó, nhà thơ còn sử dụng điệp từ góp và thủ pháp liệt kê để liệt kê ra những người, những vật đã đóng góp dựng xây, tạo thành dải đất tươi đẹp ngày hôm nay mà chúng ta đang có. Đó là hình ảnh của những người dân bình dị vô danh với những người vợ nhớ chồng, cặp vợ chồng yêu nhau, người học trò nghèo, bằng sự kiên cường bền bỉ trải qua năm tháng, họ đã làm nên đất nước trọn vẹn như ngày hôm nay. Liệt kê ra những địa danh với tên làng, tên đất, tên núi, tên sông, tất cả đều là những tên gọi nôm na giản dị nhưng vô cùng gần gũi, thể hiện những ký ức tâm hồn của dân tộc gắn liền với cuộc sống của nhân dân. Các địa danh trải dài theo mảnh đất hình chữ S không phải là những thắng cảnh nổi tiếng với những tên gọi mỹ miều bác học, mà là những địa danh quen thuộc hàng ngày, thấm đượm ở trong đó là biết bao nhiêu những tình yêu, truyền tải được vẻ đẹp tâm hồn, văn hóa, lối sống của cha ông ta trong suốt dọc chiều dài của 4.000 năm lịch sử. Chúng ta có thể thấy rằng là mỗi câu thơ ở đây thì lại gắn với một huyền thoại, một truyền thuyết hoặc là một câu chuyện cổ tích nào đó. Phải không nào? Chúng ta có hình ảnh hòn đá hóa thành núi vọng phu. Đây là biểu tượng cao đẹp cho tình yêu thủy chung son sắt của con người. Chúng ta có hòn trống mái, trăm ao đầm của cót ngựa thánh gióng đi qua để lại, là truyền thống, biểu tượng cho truyền thống đánh giặc ngoại đánh giặc ngoại xâm, chống lại kẻ thù, bảo vệ non sông tổ quốc. 99 con voi trầu về đất tổ Hùng Vương gợi lên sự đồng lòng thống nhất của toàn dân tộc, cũng như ý thức kế tục truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta ngàn đời nay. Thêm vào đó, những câu thơ này còn nhắc nhớ về câu chuyện những người học trò nghèo ở xứ Quảng, rồi lại khẳng định truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó của một dân tộc, lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa. Và chúng ta cũng có hình ảnh của biết bao nhiêu những người dân bình dị. Đó là tên gọi của ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điềm. Tác giả đã liệt kê những địa danh, những thắng cảnh nổi tiếng của đất nước,
nhưng không phải là để ngợi các thiên nhiên hào phóng, mà hướng tới khẳng định công lao vĩ đại của nhân dân ta. Chính họ, bằng tình yêu của mình, nghị lực của mình, sức sáng tạo của mình đã làm nên linh hồn cho núi sông bờ cõi đất Việt. Chúng ta thấy rằng là chúng ta có hai câu thơ, những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi Vọng Phu, cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn trống mái. Chúng ta thấy là đất nước của chúng ta, những địa danh được nhắc tới ở đây là những địa danh thể hiện tình yêu lứa đôi thắm thiết, tình nghĩa vợ chồng thủy chung, và đất nước cũng gắn liền và song hành với những tình yêu nhỏ nhoi bình dị đó. Chúng ta thấy rằng là vượt lên trên cả một cái lối liệt kê tầm thường để có thể đưa ra được một cách nhìn, một cách diễn đạt mới mẻ và nhân văn. Đó là biết bao nhiêu thế hệ phụ nữ từng nhớ thương đợi chờ, mang trong lòng mình sự thủy chung, tha thiết đã góp cho đất nước những núi Vọng Phu. Bởi lẽ nếu như không có tình yêu của họ thì núi mãi mãi chỉ là núi đá, vô tri vô giác, chứ đâu phải là những hòn Vọng Phu vòi vọi ngóng trông. Cũng như phải có nghĩa tình đằm thắm của những cặp vợ chồng yêu nhau thì mới có những đôi trống mái điểm tô cho không gian đất nước. Chính ánh mắt của những con người tràn đầy niềm tin vào hạnh phúc, sức mạnh của yêu thương đã phát hiện và góp cho đất nước này những biểu tượng ngọt ngào kia. Cót ngựa thánh gióng đi qua còn trăm mao đầm để lại. Đó là biểu tượng nhắc nhớ về câu chuyện thánh gióng. Hình ảnh của một đứa trẻ lên 3 tuổi, tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đòi đi đánh giặc, là tiếng nói yêu nước. Đó là chứng tích của truyền thống chống giặc ngoại xâm đầy bất khuất, quyết tâm bảo vệ non sông tổ quốc của nhân dân ta, và cũng là biểu tượng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc. 99 con voi góp mình dựng xây đất tổ Hùng Vương. 99 con voi ở Phong Châu đã quần tụ chung sức để góp mình dựng xây đất tổ. Chúng ta thấy được truyền thống uống nước nhớ nguồn, đây là một truyền thống vô cùng thiêng liêng của dân tộc mình. Và chúng ta cũng thấy những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm trên những dòng sông đất nước. Đó là hình ảnh do rồng nằm im từ bao đời nay. Nhờ đó mà quê hương ta có dòng sông xanh thẳm. Chúng ta ở người dân Nam Bộ thì yêu mến khi mà đặt tên cho một dòng sông, đó là dòng sông Cửu Long, tức là dòng sông chín rồng, đúng không ạ? Mỗi dòng sông rồng xanh thẳm kia lại đại diện cho một nét tâm hồn của người dân đất Việt, tượng trưng cho trí tưởng tượng vô cùng phong phú của nhân dân ta, đó là tình cảm yêu thương, là sự gắn bó của nhân dân với thiên nhiên đất nước. Là hình ảnh của những người học trò nghèo góp cho đất nước mình núi bút non nghiêng. Là hình ảnh của con cóc con gà quê hương góp cho Hạ Long thành thắng cảnh. Chính nhân dân đã đặt tên những nhân vật quen thuộc, những con vật quen thuộc như là con cóc con gà cho những hòn đảo ở vịnh Hạ Long, để rồi nó đã trở thành những danh lam thắng cảnh và đi vào trong bản đồ, đi vào trong những trang viết, và đặc biệt là trang viết của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Những người dân nghèo đã góp tên ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điềm. Đó là tên núi, tên làng, tên dòng sông. Và chúng ta có thể thấy rằng là bằng cái bút pháp liệt kê của mình ở đây thì bản thân Nguyễn Khoa Điềm đã nói lên công lao to lớn của nhân dân trong quá trình dựng nước và giữ nước. Nguyễn Khoa Điềm đã nhìn thấy hình sông thế núi là sự kết tinh đời sống tâm hồn của nhân dân, xuất phát từ quan niệm, từ những cảm xúc của mình, suy tưởng của mình. Chính nhân dân đã hóa thành đất nước, đã hóa thân cho dáng hình xứ sở để làm nên dải đất hình chữ S vĩnh hằng, được không nào? Và trong 4 câu thơ cuối chúng ta có: và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi, chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi đất nước sau 4.000 năm, đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Soi chiếu khắp không gian địa lý của đất nước, Nguyễn Khoa Điềm nhận ra rằng mỗi ngọn núi dòng sông, những ruộng đồng gò bãi đâu phải là sự vật vô tri vô giác, mà tất cả những hình ảnh thân quen đó đều là những hình ảnh có tâm hồn, là đó là tâm hồn của người dân đất Việt. Điều này thể hiện khát vọng ước mơ của ông cha. Địa danh nào cũng gắn với hình ảnh của con người. Càng chiêm ngưỡng những công trình thiên tạo, Nguyễn Khoa Điềm càng thấm thía công lao của nhân dân muôn đời. Nhà thơ đã lồng hình ảnh đất nước vào trong hình ảnh của nhân dân. Hai hình tượng đều vụt dậy kỳ vĩ lớn lao và trở nên vô cùng đẹp đẽ.
Nhân dân chính là những người thầm lặng bằng tình yêu của mình, nghị lực của mình, tinh thần cần cù chịu thương chịu khó của mình, tấm lòng nhân hậu thủy chung của mình để làm nên một đất nước Việt Nam trường tồn như thế. Chúng ta thấy rằng là và ở đâu trên khắp ruộng đồng Gò Bãi chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ruộng đồng Gò Bãi là một cái hình ảnh gợi ra vẻ đẹp làng quê Việt Nam. Đây là hình ảnh tiêu biểu cho thiên nhiên đất nước ta. Và chúng ta thấy rằng là ở nơi đó, nơi nào cũng mang một ao ước, một lối sống ông cha. Tức là ở bất cứ một vùng đất nào cũng mang văn hóa, cũng mang những truyền thống tốt đẹp của ông cha được truyền tụng, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và để rồi, ôi đất nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy những cuộc đời đã hoan hú sông ta. Đi đâu ta cũng thấy ở trên dải đất hình chữ S này, đó là biết bao nhiêu những danh lam thắng cảnh. Thế nhưng mà điều quan trọng hơn mà chúng ta có thể nhìn nhận được từ những tứ thơ của Nguyễn Khoa Điềm, đó là mọi nơi trên đất nước, từ tên đất, tên sông, tên núi, tên gò bãi, đều có sự góp phần hình thành, đó là sự hình thành, sự góp phần của những con người không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng chính họ đã là những người hóa thân cho dáng hình xứ sở để làm nên một đất nước trường tồn vĩnh cửu muôn đời. Có thể thấy rằng là những cuộc đời đã hoa núi sông ta là một câu thơ rất là hay, một câu thơ rất là đẹp. Và trong 4 câu thơ này thì chữ 1 đã được điệp lại tới 3 lần, chữ ta đã lấy lại 2 lần để tạo ra những vần thơ du dương mang nhạc điệu nồng nàn say đắm, thể hiện sự tự hào về gì ạ? À, về đất nước mình, về sự gì ạ? Đẹp đẽ của đất nước mình. Chúng ta thấy là ở đây rõ ràng là bản thân Nguyễn Khoa Điềm đã đưa ra một cái góc nhìn nhận tiếp theo của mình về đất nước. Đó là gì ạ? Đất nước này được hình thành lên là bởi chính những người dân, chính nhân dân. Nhà thơ gì Nguyễn Đình Thi cũng đã từng viết trong bài thơ của mình: những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ lặng phù sa. Tất cả những cái địa danh giản dị, gần gũi, bình dị đã nói lên biết bao nhiêu điều về nhân dân cần lao. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng quả thực với những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, chúng ta có thể khẳng định đất nước này là đất nước của nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca sao thần thoại. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chị đã cùng với các bạn đi phân tích 12 câu thơ tiếp theo trong chương 5 trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Chị hy vọng là với cái phần phân tích vừa rồi thì các bạn đã có thêm rất là nhiều những dữ liệu hay để chúng ta có thể đưa vào trong bài viết của mình nhé. Và nếu như mà có thể thì hãy tham khảo thêm bộ sổ tay văn học của chị để chúng mình có thêm nhiều những cái dẫn chứng hay hơn, được không nào? Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã lắng nghe phần audio này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn của chị ở trong những phần audio tiếp theo.